Hôm nay team UK cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Vươn Tới Vì Sao đã có những cái đêm tổ chức rất là tuyệt vời cũng như là rất là ấm cúng để cho tất cả các anh chị em trong gia đình New Skin US và UK nói chung và Canada có thể hợp chung với nhau vui vẻ và hòa đồng. Thì thay mặt đây thì team UK muốn nói một lời cảm ơn nồng nhiệt nhất và chúng ta cùng bắt đầu nha. We would like to say thank you.